Anh ấy có tật xấu gì? Chồng em thì nhiều tật xấu lắm. Nhất là ở dơ. Cười gì? Ông không ở dơ đâu. Đàn ông là hết 80% là bà vợ. Miệng nói ra cái là ở dơ nè, bề bộn nè, bê bối nè, cẩu thả nè. Trời ơi, là hên quá, vậy là không phải có mình anh. Ở dơ nè. Em năn nỉ đi tắm mình như con em vậy á. Buổi sáng là dậy tắm, kiểu như là đi thơm tho đi ra đường cho ai hưởng, còn tối về nó thú quắc bắt em hưởng vậy á. Đó là không chịu tắm. Xin chào hai em. Chào hai anh chị. Chào tất cả các bạn xem đài. Em là Nguyễn Huỳnh. Em năm nay 30 tuổi và nghề nghiệp của em là ca sĩ tự do. Em thường là mình hát dòng nhạc nào? Thường là thính phòng với lại ballad. Chữ tình vừa thính phòng là dữ lắm đó nghe. Dạ. Nhưng mà bị cái là em không hát được bolero. Mời em. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào tất cả quý vị khán giả. Em là Trương Thị Ý Nhi. Hiện tại em 26 tuổi. Em là nhân viên văn phòng của một công ty du lịch. Và em đến từ Thừa Thiên Huế. Thừa Thiên Huế. Mà sao nói giọng miền Nam hay vậy? Nhưng mà vẫn còn nhớ giọng quê mình không? Dạ, em về quê thì em nói giọng Huế. Nhưng mà ở đây thì em lại nói giọng ở miền Nam để... Em quen rồi đúng không? Dạ, mà em sinh ra lớn lên ở đâu? Dạ, ở Huế. Ở Huế đúng không? Dạ. Em là em có em bé chưa? Dạ, hiện tại em vừa sinh em bé được 3 tháng. Đây là con cua mới lột. Đó, cho nên nhìn rất là trắng, nõn nà. Lần đầu tiên hai em gặp nhau là ở đâu nè? Thời xưa là bé này là học trò của bạn em. Thì tới một cái lúc rồi đó là hai đứa vô tình là chạm mặt nhau trong một show nhỏ của quận á. Em mới được add vào group. Thì em thấy bé này nói chuyện kiểu mà cũng đi hát giống mình mà sao mà nói chuyện mà cứ e thẹn á. Là đó giờ em mới gặp lần đầu luôn á. Cái em mới vô Facebook em xem kiểu mà giản dị á. Từ đó giờ em quen toàn là mắt tím môi hồng đồ lộng lẫy rồi không à, làn gió mới đó chị. Kiểu vậy. Nhắn tin làm quen rồi bạn cũng đâu có chịu đâu có trả lời đâu. Không thèm trả lời mình luôn. Em nói chuyện mình vậy. Trời. Lúc gặp lại thì em mới nhận ra là 2 năm trước đã từng đi chung một show rồi. Là có duyên đó. Dạ, nhưng mà lúc đó ảnh tới trễ chị. Cho nên em thì em lại rất là ghét ai không có đúng giờ. Sau khi ảnh nhắn tin làm quen em á, thì em mới nhớ lại là cái đã từng gặp người này rồi. Bây giờ mới có duyên để gặp lại. Dạ, là và em không thèm trả lời luôn. Dạ, em không thèm trả lời. Không thèm trả lời. Dạ, vô tình trên... trang Facebook của em á mới hiện lên cái clip anh này hát live, thì em nghe rất là hay. Thì em với bình luận em nói là chừng nào anh đi hát ở chương trình nào á thì anh cho em một vé đi xem nha. Ảnh mới vô nhắn tin lại thì em mới trả lời. Quỳnh, em hát lại thử chút xíu cái bài mashup mà tạo ấn tượng của vợ em bây giờ đi Quỳnh. Vì em anh như người điên mất trí, vì em anh như chẳng còn biết nghĩ suy. Vì anh đã trôn lỡ đắm say, em không bận tâm mai sau thế nào. Dù mai sau kia gặp gánh sóng gió, dù mai sau kia dòng đời có cuốn xoay, dù nhắm mắt anh vẫn nắm tay em như ngày ta bắt đầu. Nhìn vào sâu đôi mắt, em có biết trong anh muốn nói điều gì? Rằng từ lâu đôi ta đã thuộc về nhau. Người làm anh gục ngã bằng ánh mắt đôi môi cứ chỉ mỉm cười. Rằng từ đây anh muốn bên em suốt đời. Hay quá. Cái này là cái kiểu gì nè? Trời ơi. Bây giờ nếu mà bạn coi qua màn hình đúng không? Bạn nhìn vô ánh mắt của bạn này thì lúc nào mình cũng nghĩ là bạn ấy đang nhìn mình không à? Dạ. Bởi cho nên là không phải mình em đổ ở cái bài mashup này đâu, mà bất kỳ ai mà khi nghe cái bài này cũng tưởng là bạn này dành riêng cho mình hết. Dạ. Đúng không? Dạ. Và em nghe cái lời lẽ của nó đốt cháy con tim của chúng ta. Dạ. Em muốn rụng tim. Rụng tim. Không, anh nhìn vào đôi mắt của em lúc khi mà em nghe anh hát hồi nãy, anh cũng thấy là có chút gì đó nó rất là lung linh. Hồi tưởng lại nó vẫn như phút ban đầu. Rồi bây giờ sau cái đó thì bao nhiêu lâu tụi em chính thức gặp nhau ngoài đời? Trước cái show đó là tụi em phải đi tập trước. Bữa đó hẹn nhau tập ở nhà thiếu nhi. Vừa ngồi xuống thì anh nhìn qua anh hỏi em uống gì không. Em nói em không uống gì hết. Sau anh câu thứ hai anh hỏi làm người yêu anh nha. Trời ơi, sao anh như vậy?
Em cũng bất ngờ nữa vì em thấy rất là nhanh. À, trước đó có một lần nữa là gặp nhau ở phòng thu nữa. Là lúc đó anh bước vô là chỉ có nhìn nhau chứ chưa được nói chuyện gì hết. Thì lần thứ hai là anh hỏi làm người yêu anh. Cái câu đó là cái câu tỏ tình thật lòng hay là bông đùa? Thật luôn anh, thiệt. Cái kiểu mà anh hiểu cái cảm giác mà tiếng xét khi mà đúng gặp chúng người á. Lập chúng người cái em thì cũng thuộc dạng là đào hoa đó. Nhưng mà anh nói thiệt, lúc đó là em đã quen bao nhiêu cô trước đó rồi? Cần nói không em? Ký đơn duyệt mới nói nha. Ừ, nói đi cũng em. Nhiều đó anh. Cũng nhiều đó. Ừ, nhiều lắm thiệt. Bây giờ cho phép nói là nói luôn. Nhiều lắm. Em không có được đẹp trai như người ta, không phải sáu múi mà cũng không có giàu có gì vậy đó, nhưng mà được cái lưỡi không xương á anh, là cua là trúng, cua là trúng à. Cho nên em không bao giờ sợ. Em đâu cần nói gì, em hát em dòm thẳng vô trong mặt người ta, em hát thôi là người ta rụng nụ hết rồi. Bây giờ người ta đi coi hát không chứ ai đi nghe hát đâu chị. Giờ ta coi hát không phải coi đó. Em mặt đối mặt nè, đối diện là em cứ nhìn xoáy vô người ta, em hát một cái là thôi xong hàng. Con mắt đa tình đó chị. Đó. Khi mà em nhận được cái câu hỏi là làm bạn gái anh nghe. Dạ. Lúc em đó em nghĩ như thế nào về người đàn ông này? Lúc đó em trả lời là không. Thì một thời gian sau cũng qua lại đi show chung, rồi nhắn tin điện thoại các kiểu. Lúc đó quen từ khi nào cũng không quen đó. Là có một cái show mà em làm đạo diễn, em gọi bé này đầu tiên. Sau quá trình tập khoảng gần một tháng á, thì tự nhiên có cái cảm giác mà kiểu mà hiểu nhau á chị. Thì tới lúc đó là em biết, bắt đầu là đánh xoáy vô. Ví dụ như mình tập xong, tập nửa tiếng xong, nửa tiếng còn lại là bắt đầu cua. Nghĩ ra nhiều thứ để cua lắm. Ví dụ như là nè, bây giờ anh làm thầy bói, anh bói cho em luôn nè. Tương lai của em á, em sẽ lấy được một ông chồng làm ca sĩ. Ca sĩ. Đó. Lần hẹn hò đầu tiên đó mà hai đứa đi chơi chung với nhau đó. Em có ấn tượng gì về chàng trai chuyên hát nhạc tiếng đồng này không? Anh là lần hẹn hò đầu tiên là em bị leo cây. Cũng cái tật đó nữa. Dạ, hẹn em đi ăn ở quán đồ nướng. Thì sau giờ làm em mới tới quán đồ nướng đứng chờ sẵn luôn. Em gọi điện em hỏi là anh tới đâu rồi. Hôm nay anh bận việc anh không có tới được. Ông nói tỉnh bơ vậy luôn à? Ông nói tỉnh bơ luôn anh. Sau đó lần thứ hai nữa. Leo nữa hả? Lần thứ hai là tới trễ sinh nhật em. Leo đờ mi. Trễ mấy tiếng? Dạ trễ 2 tiếng rưỡi. Trời ơi có 2 tiếng rưỡi à Bin. Không tổ chức sinh nhật với bạn bè luôn, em ngồi em đợi ổng. Rồi hẹn 8 giờ, 10 giờ rưỡi tới gọi điện cho em. Kêu là anh tới rồi nhưng mà em không có ra tại vì giờ đó em ngủ rồi chứ. Anh mới nói là bây giờ anh mới diễn xong hay là ra rồi xong rồi đi chơi, nhưng mà giờ đó em ngủ rồi, em đã tắm rửa lên giường hết trơn rồi. Em không đi chơi nữa, vậy là anh về. Tụi em yêu nhau mấy năm? Tụi em yêu nhau gần 3 năm, sóng gió mà trong 3 năm đó nhiều lắm. Thứ nhất là gia đình, ai cũng nghĩ là giới nghệ sĩ là đào hoa. Thứ hai nó là công việc nó sẽ không có ổn định, cho nên là mấy anh chị đồ khuyên lắm. Khuyên bé thôi quen này không có tương lai đâu em ơi. Bây giờ hết người này khuyên tới người kia khuyên, bé nó cũng nhiều lần cũng đòi chia tay rồi. Cũng hoang mang đúng không? Hoang mang, em cũng hứa nhiều lắm chứ. Nói chung là cũng viện bé cũng đi làm một vài công việc nhưng mà kiểu cũng không hợp, cũng quay về với nghề hát à. Nhưng mà em cũng đảm bảo là cái nghề hát sẽ mang lại cái thu nhập ổn định. Tới trước đám cưới mà còn xém bị hủy nữa mà. Do tác động của nhiều phía. Nhưng mà cái đó là từ phía khác. Dạ. Nhưng mà có khi nào chia tay vì em, bản thân em cảm thấy rằng là mình bị thiếu tự tin? Thì đợt đó là 30 tháng 4 mỗi năm em nhắn tin thôi. Thì quen nhau cũng hơn năm thì anh cũng sợ em khổ quá, hai đứa mình làm bạn là được rồi. Em có đồng ý không? Dạ không, em có một cái niềm tin rất là lớn ở chồng em, vì em nhìn thấy được là chồng em là một người rất là có tài và rất là có đam mê với nghề hát. Chia tay được mấy ngày? Em chia tay 30 tháng 4. Ừ. Rồi sáng 2 tháng 5 quen lại. Thì đó, tại vì 30 tháng 4 một năm em đã đi hát đúng không? Em đi show đi hát thôi, sẵn vậy chia tay luôn. Đó rồi qua tới ngày kia là hết show rồi. Quay trở lại. Đó tôi biết quá mà. Trước đó là em đã gồng mình rồi, nói thôi kỳ này là phải cố gắng, không được biết, không được yếu lòng, không được mềm lòng nữa. Cứ nghĩ là mình chia tay là mình quên hết, mình coi như là giả câm giả điếc luôn. Nó không phải là mùng 1 Tết, mùng 1 hay là 30 Tết á, chứ ra tưởng là từ 30 tới mùng 1 ông tưởng chia tay 2 năm. Ông tự mặc định á. Tụi em chia tay nhau tới 2 năm lận. 2 năm. Em chia tay từ đêm 30 Tết qua tới mùng 2 Tết mới quen lại. 2 năm. Nhưng mà đi về lại nói với em á là tôi chia tay cho mấy người biết á, cái chữ chia tay không phải dễ nói ra đâu. Xong rồi bỏ đi 2 ngày không liên lạc gì luôn. Có nghĩa là ông tự nói rồi, ông tự diễn giải rồi, dạ, ông tự tự hào. Không dạ, phải đúng. Chị, tại vì trước đó là bé này vợ em á là chia tay với em nhiều lần lắm.
Lý do vì sao em chia tay? Đòi chia tay với em hả? Đòi chia tay với em tức mà chị. Chia tay tại vì em đào hoa. Nhiều fan có những lần chia tay vì lý do đó không em? Nhiều lắm anh. Kêu fan nữ cứ mò tới. Nhưng mà ổng có chủ động, ổng có đáp lại. Ổng cũng trả lời với người ta nữa. Mong em tới là em chặn Zalo, em chặn Facebook, em chặn hết. Lấy Zalo của em chặn liền. Xóa kết bạn, chặn luôn. Đó, làm trước, đánh phủ đầu trước liền. Nhưng mà em về em cũng gây ổng. Là xong rồi về bắt đầu mình giận hờn gây rồi đòi chia tay chia chân đồ đúng không? Dạ. Chia tay lâu không? Dạ cũng 2-3 ngày. Chia cho vui vậy thôi chứ chia gì. Chia tới 2-3 ngày. Bên đây chia là chia dằn mặt, bởi vì bên đây ta cũng dằn mặt lại. Thôi thật ra cái đó anh nghĩ đó không phải là sóng gió, không có biến cố gì đâu. Nó là những cái gợn nhẹ thôi. Bây giờ tụi em đã vượt qua được rồi. Dạ. Đó bây giờ đã thành vợ thành chồng rồi, có em bé 3 tháng rồi. Thì bây giờ mình qua cái phần thứ nhì đi. Coi như đại hội vạch mặt đó. Vui tật xấu. Những thói hư tật xấu nào còn tồn tại, mình nói ra để mình mong muốn chồng mình, vợ mình thay đổi, để gia đình mình hạnh phúc hơn. Anh nghĩ là bắt đầu từ em đi. Người phụ nữ chịu nhiều khó khăn, chịu nhiều sóng gió, chịu nhiều sự chia tay dài ngày. Không chịu nhiều. Chịu nhiều những cái áp lực và ghen mà không có nói được á, là tại vì chồng mình đào hoa quá. Nhưng mà giờ đó. Bây giờ đâu có bắt gặp được cái chứng cớ gì, đâu có nói được. Dạ. Tự ghen thôi. Rồi đó, bây giờ nè, anh ấy có tật xấu gì? Chồng em thì nhiều tật xấu lắm. Nhất là ở dơ. Cười gì? Ông thôi, ông không ở dơ. Ông mắc cười không quá. Không ở dơ đâu. Đàn ông á là hết 80% là bà vợ. Miệng nói rằng cái là ở dơ nè, bề bộn nè, bề bối nè, cậu thả nè. Trời, vậy là hên quá, vậy là không phải có mình anh. Không nhiều rồi, ở dơ nè. Em năn nỉ đi tắm mình như con em vậy á. Buổi sáng là dậy tắm, kiểu như là đi thơm tho đi ra đường cho ai hưởng, còn tối về thú quắc bắt em hửi vậy á. Đó là không chịu tắm. Quan điểm sống của anh ấy một ngày tắm một lần, tiết kiệm nước cho gia đình không và cho xã hội. Không phải chị, ở dơ sống lâu chị ơi, thì đó thấy chưa. Như nào 1-2 ngày không tắm rồi. Lâu lâu cũng có nữa. Em giặt đồ em phát hiện, em hỏi thì kêu tắm rồi. Xạo, tắm rồi sao không thấy áo quần. Mặc lại, trời ơi trời. Trời ơi trời, lòi tiếng Huế luôn rồi kìa. Dạ. Người ta bức xúc dữ lắm, người ta mới lòi tiếng dùng miền của người ta đó. Rồi sao nữa, sao nữa, có cái tật gì nữa không? Hay là quên, hay quên lắm. Thí dụ như em nhờ tối nay em tan ca là 5:30, anh lên anh chở em nha. 6:30 gọi điện, ủa anh đang ở đâu vậy? Anh đang ở nhà. Quên vợ trời luôn. Ơi quên luôn chị. Thì cũng phải 5 ngày xin lỗi đó chị. Trời ơi chứ sao nữa. Xin lỗi liên tục luôn. Bây giờ mấy cái tháng mà em ở cử, em đẻ á, thì em không có quản lý ổng được. Còn bình thường em đi theo là như là ô xin vậy á. Tại vì đi mà để đồ ở đâu là quên ở đó. Có khi mất luôn nữa. Dạ. Vợ mà còn quên nữa không chị đồ. Rồi có nóng tính không nè, có nóng tính không? Dạ cọc lắm chị. Cọc tính. Bình thường rất là vô tư và hiền hậu, thánh thiện lắm. Rất là hài hước. Đúng rồi. Dễ thương. Mà nhưng mà khi đụng chuyện vô là rất là dạ, nóng tính. Rất là cọc. Đúng không? Nhà em là làm giàu cho dê chai dữ lắm. Mày đập đồ. Dạ cứ cọc lên cái là bay một cái bàn phím. Trời ơi sao mà chi phí quá vậy. Tính ra mà nếu mà em mà không có tính đó là giờ là em chắc phải mấy căn nhà lầu á. Trời ơi nó đập đồ không mà nó sắm nhà lầu đó. Ô, trời ơi trời. Tại bàn phím em mua tại vì em là xài là em hay là dân chơi game. Cho nên là bàn phím với chuột em mua toàn đồ mắc mắc không à. Mà thường em dẫn vấn đề gì mà em đập? Cũng ghen, là ghen. Cũng là ghen. Là cái kiểu mà cứ thấy người ta nhắn tin là quy là quy chụp là ghen. Mà nói hoài à. Rồi có kiểu nữa im lặng. Chẳng đây kể tật xấu của cô ấy không đi. Đúng rồi. Đó, im lặng lắm chị. Tức là hay im lặng ở đây có nghĩa là giận mà không chịu nói đúng không? Giận cái gì nè, buồn cái gì, buồn chuyện gia đình, buồn chuyện em hay là buồn chuyện gì cũng không chịu nói. Mà cái tính em nóng nữa, cái gì mà bị cái gì là phải giải quyết liền. Phải giải quyết liền. Chứ không có để hoàng mai bực bội lắm. Đó. Rồi có gì nữa? Soi. Em lên sân khấu em hát hay ai cũng khen á, xuống bà chê. Thì luôn chị, nhiều lúc mà em muốn bỏ hát luôn chị. Chê nhỏ tự kỷ luôn á. Chê tự kỷ luôn chị, tủi thân lắm chị. Nè nha, hôm nay ông hát bể hai chỗ nha. Không ai biết hát thôi. Hát lộn lời nữa. Rồi ha, hát sai lời ha, quên lời. Cái đó là tao quan tâm sâu sát. Và góp ý. Nhưng mà cái tỷ lệ khen nó nhiều hơn nó ít hơn tỷ lệ chê. Nghĩa là chị. Góp ý không đúng lúc, đúng là điểm đúng không? Đúng rồi. Bây giờ mình thay đổi thôi. Xuống là đang lâng lâng trong chiến thắng thì cứ ôm cứ hung cái đi, trời ơi chồng mắc hay quá, nó giọng chồng ngọt ngào. Mà anh ơi, như nãy em nhớ là anh có bị hát lộn lời cái này. Đó. Dạ. Thế chưa em đã nói rồi, lo học lời đi, không chịu cứ chơi game hoài. Đó, ví dụ chị Vân nhắc là em nhớ nữa thiệt luôn. Cái vụ mà hung với lại cái vụ mà vậy ha, không bao giờ có nha chị. Thế nó hết luôn rồi hả? Không có hung nữa hả? Không, lãng mạn không bao giờ lãng mạn được chị. Thiệt. Ngày xưa hả, em lúc nào em cũng nào cũng hay, bắt đầu suy nghĩ nha. Lên mạng học quá trời câu lãng mạn đồ, tỏ tình đồ.
nổi da gà chị. Đi nổi da gà thiệt rồi hả? Đi mua quà nha. Trời hôm nay mua gì vậy, tốn tiền không mặc. Mua hai cái đầm không mặc, trụ riết nóng luôn, lấy đầm ra cắt luôn chị. Vậy đó hả? Tính nghe nóng mà thấy hai vợ không có bếp xài, bỏ tiền ra mua hai bếp cũng gọi là cua mà. Trời ơi, mua cái bếp chi vậy, nhà có bếp lửa rồi, mượn người ta cũng được. Em không muốn giờ em thay đổi gì đó trong những cái điều mà em kể ra. Cái gì em cũng muốn thay đổi hết thiệt. Lâu lâu cho anh lãng mạn chút chứ để hả gồng quá rồi riết. Tức là anh, khi anh lãng mạn đừng mọc ốc đó, em phải nói cụ thể vậy đó. Khi anh lãng mạn hãy hưởng thụ đi, đừng có bị mọc ốc. Thưởng không chịu hưởng thụ chị thiệt. Còn em muốn chồng thay đổi gì? Em muốn chồng là bớt ở dơ lại, bớt chơi game lại. Muốn hai điều đó thôi. Dạ. Thì kể cho nghe mới. Giống cái vụ bếp á, anh Tuấn Anh nhà chị á, ông mua về cho chị những cái bếp nướng á. Dạ. Chị cũng, trời ơi ông xã, ôi em cần này dữ lắm luôn, nướng này ngon lắm luôn nè, này kia. Ôi thích quá à. Mình chưa kịp cái gì hết trơn á, qua ngày hôm sau ông mua thêm hai cái nữa. Trời đất ơi, chỉ mình khen khen đó. Nó mua thêm hai cái nữa. Rồi xong đó bắt đầu chị mới phải nói là anh ơi, nhà mình cũng có hai cái trước rồi á. Có nghĩa là ông mua rồi mà không nhớ. Hết thảy là 5-6 cái á, xong phải đem đi cho mọi người này kia, nó để lâu nó cũng hư. Không mà thì mà theo kiểu mà chồng cho em, có khi em cũng vậy luôn á, tại lúc đó em mừng quá mà tiện thấy vợ. Đó. Không mà thấy vợ lãng mạn được em mừng quá mà là đó. Cái gì em cũng quên hết là em đi mua liền thì luôn. Thông qua câu chuyện này chị mới nói một số, mình không thể nào không lãng mạn với chồng được, mình cũng không thể nào mà mình khô khan với chồng mình được. Tại vì cái người đàn ông á, khi mà những cái gì họ làm được, họ rất cần một cái người để hưởng thụ cái điều đó. Mà cái người đầu tiên họ muốn đó là vợ mình. Cái đó thực sự là như vậy. Sau đó đến cha mẹ mình, nếu có con thì sẽ là con, rồi đến bạn bè. Bạn bè là sau cùng á. Ngược lại đó Quỳnh, vợ em bây giờ đang trong cái giai đoạn hậu sản, phải là một năm nữa thì vợ em mới ổn định về tâm sinh lý. Thành ra bây giờ ví dụ như có những cái lúc mà hơi cọc cằn chút, hoặc là mệt quá không muốn lãng mạn, thì em phải thông cảm cái điều đó. Qua một năm sau bắt đầu á, em mở lại cái số này á, em mở lại cái số này trên YouTube cho vợ coi, nói nè vợ, đúng năm rồi ha, bây giờ là vợ hết cái thời kỳ mà hậu sản rồi. Vợ làm ơn á, vợ thay đổi những cái điều mà anh mong muốn đi. Em hiểu cái gì không? Hiểu, là hiểu, ok. Rồi, coi như đây là một quà kỷ niệm. Kinh nghiệm liền. Với tất cả những kinh nghiệm của Chiêu Vân vừa chia sẻ ra, hy vọng là hai em ứng dụng vào trong đời sống thường ngày. Và chắc chắn rằng là hai em sẽ gặp càng nhiều niềm vui. Cuộc sống luôn luôn hoàn mỹ. Cảm ơn em. Rất vui khi được trò chuyện với hai em trong chương trình Vợ Chồng Son. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thận, chào quý khán giả xem đài. Em tên là Ngô Vũ Trường và em năm nay 32 tuổi và đang làm việc và sống tại Bình Dương. Rồi em. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thận. Dạ, em tên là Thu Vân, em cũng đang sinh sống ở Bình Dương. Em năm nay 28 tuổi. Hai vợ chồng em lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu nè? Rồi có ấn tượng gì về nhau không nè? Quen nhau là tự em tìm hiểu. Lúc đó thì chia tay bạn gái cũ thì nó cũng qua rồi, thì cũng đang buồn. Nên cũng tìm bạn bè trên Facebook. Thì vô tình là trong nhóm bạn của một người bạn, em thấy hình avatar thì thấy mụn mỉm cũng dễ thương. Đó, thì mình cũng tìm hiểu, mình nhắn tin, mình hỏi thăm. Tự động nhảy vô coi như là chào người ta rồi làm quen với người ta luôn. Không, trước khi làm quen thì em cũng phải thăm dò qua người bạn đó. Thì hỏi người đó như thế nào, ở đâu. Rồi xong em bắt chuyện làm quen. Rồi em sao? Có trả lời liền không? Dạ có chứ. Tại vì em gọi là ế lâu năm rồi. Xong rồi cái cũng thấy tin nhắn thì em cũng có đi vô trong trang cá nhân rồi. Em cũng phải tìm hiểu lịch sử anh này coi rõ ràng hay không. Thì em thấy ảnh cũng có nghề nghiệp ổn định, tướng tá cũng ok. Em bắt đầu cũng muốn tạo cho mình một cơ hội. Nên em cũng có trả lời. Qua lại với nhau. Dạ đúng rồi ạ. Rồi bao lâu thì tụi em gặp nhau ngoài đời? Chat thì khoảng 2 đến 3 tuần gì đó. Thì em nói là mình phải xin để mình cơ hội mình gặp ở ngoài, chứ mình không thể chat như vậy mà được. Nhiều lúc xin thì nhiều khi cô ấy cũng không có chịu. Sau đó em thấy là lúc đó cô ấy đăng lên là bị cảm. Thì em nói là cái cơ hội tới rồi, mình phải tận dụng thôi. Phải ra chiến thuật liền. Thì lúc đó em mới ra ngoài, em cảm thì mình phải dùng cam để vitamin C mình bổ sung vô cho nó hết. Xong rồi em mua nước cam lên, gặp bạn ấy ở trên ngay chỗ làm việc, em đưa cho nó cam, nói cho ly nước cam này.
Rồi xong em đi về. Nhưng mà đó có một cái ấn tượng rất là đặc biệt và em không thể nào em quên được. Là gì? Là khi mà lên em đưa nước cam thì cô ấy đang làm việc khum khum ở dưới. Xong lên cái thấy em nó hết hồn. Mà cái giọng không phải là nấu bình thường, mà giọng lúc nó đang bị khàn nữa. Hết hồn à. Cái lần này mình ấn tượng tới bây giờ luôn. Tưởng là anh nào. Hết hồn tưởng là anh nào. Lần đầu tiên mặt đối mặt với nhau thì em thấy anh như thế nào? Cái này em mới tức là em chưa kịp nhìn mặt luôn. Ủa sao vậy? Thì em vừa quay qua cái ảnh đưa em đi nước cam xong cái ảnh chạy đi chạy mất tiêu. Nghe em chứ. Hết hồn à. Dạ, vậy chắc là phải chạy đi ra ngoài cái chấn áp tinh thần anh lại á. Em chưa kịp nhìn mặt luôn. Trời ơi. Rồi em có uống ly nước cam đó không? Dạ có chứ. Trời ơi, như chị là chị không dám uống luôn á. Ngang quá luôn. Uống hết ly nước cam thấy nước cam ngon không? Bữa sau đòi ly nữa mà không cho. Thế hả? Có nghĩa là đó là lần gặp mặt đầu tiên ngoài đời đúng không? Rồi dạ. Sau đó thì là bao lâu thì hẹn hò nhau đi chơi? Nghĩa là gặp nhau lâu hơn đó. Khoảng một tháng sau á thì ảnh có hẹn em đi ra ngoài. Hẹn lần đầu tiên thì cái bữa đó là em sắp tới giờ về rồi, tại vì công việc của em á là từ 7 giờ sáng cho đến 9 giờ tối bắt đầu em đóng cửa em đi về rồi. Thì em nhận được tin nhắn của anh đó tới, anh hẹn em đi chơi. Cái em thoáng nghĩ là một tháng trước là có một chú kia, nhưng chú ra chú kêu em là con chưa có bồ phải không, cuối tháng này con sẽ có. Trời ơi, cái gì em nghĩ quá. Chắc là cái duyên rồi. Dạ cho nên quá. Ngay ngày 30 tháng 11 luôn, ngay cuối tháng 11 luôn. Đúng tối rồi, đó 9-10 giờ là anh nhắn tin anh hẹn hò em ten. Rồi xong rồi có đi không? Đồng ý liền. Đi đâu? Cái duyên mình tới rồi. Đi đâu? Dạ chỉ là ra công viên để dạo rồi đi ra công viên thôi. Bắt đầu nói chuyện riêng rồi, bắt đầu tiếp cận thấy mặt mũi nhau rồi. Bao nhiêu lâu thì anh này anh quyết định cầu hôn với em sau cái tụi em quen nhau á? Không hề cầu hôn chị. Ủa vì sao vậy? Lạ lùng sủng vậy? Dạ tại vì khi mà quen nhau một thời gian thì em cũng thấy cũng có thể gắn kết với nhau, cho nên quyết định là 2 năm sau tụi em sống thử. À sống thử bao lâu thì mới làm đám cưới? Dạ sống thử thì khoảng 4 năm. Trong cái khoảng 4 năm đó là hai bạn có đồng cảm với nhau? Dạ. Và hiểu nhau nhiều hơn hay là có những cái biến cố gì nó xảy ra? Đúng đó. Là cũng có, nhắc tới thì cũng hơi tiếc. Tại vì lúc đó tụi em cũng chuẩn bị là làm đám cưới rồi, thì cũng xác định đám cưới thì mình cũng mua vàng vòng đồ này nọ rồi. Nhưng mà do chủ quan là lúc đó hai đứa đều về quê hết, cái lại để xe, để vàng vòng, để tiền, để laptop, tất cả tài sản đều để trong phòng trọ hết. Chiều nay đi là sáng chiều mai là đã về lại rồi, cho nên chắc cũng không sao đâu, một đêm thôi. Ai về qua đêm sau bạn gọi điện kêu nhà cửa tanh bành hết rồi. Em về em thấy trống lóc hết trơn luôn. Nhưng mà chắc có lẽ là do em phản ứng chậm á, em vẫn còn cười rất là tươi. Em cười tươi đến nỗi mà khoảng 2-3 ngày sau em mới ôm mặt em khóc quá trời khóc luôn. Tại vì mất trắng hết trơn. Dạ đúng rồi. Lúc đó thì em sao Trường? Thôi mình cũng an ủi vợ, rồi mình nói thôi để mình xây dựng lại từ đầu. Chắc có lẽ vì vậy mà tụi em phải 4 năm tụi mới cưới đúng không? Ừ. Tức là phải chậm lại đúng cái không? Cái chuyện mất theo lẽ như là bữa đó là cưới. Không bị mất là coi như cưới liền được rồi. Dạ. Bây giờ mất xong giờ phải chắc phải làm ăn thời gian nữa mới có dạ, số vốn cưới chứ đúng không? 1 năm sau rồi chị. Nay là cưới được mấy năm rồi ta? Cưới được 1 năm 4 tháng. Năm 4 tháng. Dạ. Có em bé chưa nè? Dạ em đã có em bé được 7 tháng rồi ạ. Chúc mừng hai dạ. em. Dạ. Cảm ơn anh chị. Rồi sau khi đám cưới rồi bây giờ có cái chuyện gì nó xảy ra nữa không? Ừ. Có cái biến cố gì nó xảy ra nữa không? Biến cố thì khi mà em biết có bầu thì khoảng lúc đó được 4 tháng. Thì chồng em đột nhiên phát bệnh, phát một cái cơn bệnh này gọi là bệnh vẩy nến. Cho nên nó đã càn quét tất cả tài sản tiếp theo. Dạ tại vì cái căn bệnh nó rất là khó khăn, là do là ngày nào cái vảy ở trên người á nó cũng rớt xuống như vảy cá vậy đó, ngày nào mình cũng phải quét bằng cái ghi rác luôn. Dạ em thì cái bầu còn ngày càng lớn, mà mỗi lần tắm cho anh là phải tắm 2 tiếng đồng hồ, sức thuốc cũng phải 1.5 tiếng 2 tiếng đồng hồ nữa. Mà công việc em thì 9 giờ đêm em mới về. Sau đó có đi chữa trị tùm lum hết mà nó không có hết. Bây giờ thì cái bệnh thì cũng sẽ sống với mình suốt vậy đó chị. Nhưng mà bây anh giờ chị mà chị nó đỡ là... chưa? Dạ nó đỡ rồi chị. Nó chỉ còn một số chỗ thôi. Với lại may mắn hơn một cái là gần tới ngày em sinh á thì còn khoảng 1-2 tháng á thì anh hết bệnh. Cho nên em chứ nó không vác bụng bầu đi đi tắm cho nó là em không biết tắm sao luôn. Cái đó là đêm nào em cũng khóc á, tại vì có bầu mà em cũng ráng kìm lắm nhưng mà không thể nào được, tại vì ngày nào mình cũng tắm cho mình cũng đã thấy những thấy cái đau đớn đó. Xót xa cái cảm xúc của em thời điểm đó. Em thấy vợ em mà như vậy đó, vừa mang thai vừa lo cho mình, cái cảm xúc của em lúc đó là sao?
Sự lúc đó em rất là cảm động và thấy thương vợ mình. Cái bệnh này thì nó cảm giác mình nó gây cho cái bản thân mình nó rất là stress và ức chế bản thân. Mình phải có động lực và có cái người kế bên mình để cùng nhau vượt qua, an ủi mình. May mắn cho em mà có vợ. Rồi tôi bây giờ là mình qua chuyện vui. Cái chuyện vui đi. Chuyện vui đi, chuyện không nói chuyện buồn. Đại hội vạch mặt đi. À, bây giờ. Em chờ mong cái này lâu lắm rồi. Chắc là rồi vậy là nguyên nhân tham gia chương trình này là chờ đến cái giây phút này đúng không? Dạ đúng dễ rồi. Sợ. Mời dạ em. Nói ra cái này thì xấu hổ cho chồng quá. Nhưng mà đã vạch mặt mà. Thì phải xấu hổ chứ. Tối nào em ngủ, em cũng phải thay mấy cái áo luôn. Là sao? Anh chị biết sao không? Ông khoái ôm em. Mà ôm xong rồi cái ngủ á, chảy lên. Dạ. Ông muốn để lại một hương vị nồng nàn. Còn tiếp. Cái vấn đề cái là em bực, cái này là bên bực. Ảnh cứ cái căn bệnh của ảnh là căn bệnh không thể nào thức khuya được. Tại vì thức khuya hoặc là stress hoặc là không tập thể dục thì cái căn bệnh nó sẽ tái phát lên. Dạ. Nên còn một cuộc sống lành mạnh mà tối nào cũng 1 giờ mới ngủ, 2 3 giờ mới ngủ. Hỏi ra thì cứ làm việc. Thì đúng đúng là ảnh cũng làm việc, nhưng mà thời gian làm việc cái anh sẽ trích thời gian bấm cạch 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 cạch, bấm chơi game đó anh chị, cạch 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 cạch. Ồn em ngủ không được. Em nói hoài mà ảnh cứ thức khuya hoài. Cái này là tật xấu. Rồi lại cứ bấm điện thoại, đi vô toilet chút xíu hoặc là tắm cũng cầm điện thoại, ăn cơm cũng cầm điện thoại. Em nói bao nhiêu lần em kêu anh ơi, thời gian mình đã không có với nhau rồi, thì lúc mà ăn cơm anh để cái điện thoại xuống đi, hai vợ chồng ăn cơm cùng đàm thoại nói chuyện với nhau, cái vừa nói xong thả xuống, 5 giây sau cầm lên coi bị tiếp. Nghiện đó. Dạ nghiện lắm. Nhưng mà cứ khuya mà có tắm đêm luôn. Dạ có chứ. Về nhà ví dụ như về nhà cho dù 7 giờ hay là 9 giờ đi chăng nữa thì cũng 10 giờ mới tắm. Còn gì nữa không? Có mê gì không? Ngoài mê game còn mê gì nữa không? Ảnh thì rất là mê mô tô, nhưng mà em rất là chiều chồng. Khi mà cưới nhau về xong, tiền cưới em đưa ảnh hết để ảnh đi mua mô tô. Trời ơi, cưng ghê không? Em nhiều khi em thấy em là người vợ lý tưởng lắm. Quá lý tưởng luôn á. Vậy là chắc không cần phải kể tật xấu của cô vợ đâu. Đúng làm rồi. Gì có tật xấu nè? Có chị. Có. Để em kể chứ. Nãy giờ anh đèn nén một. Cái tật xấu của vợ em á là rất là tiết kiệm. Thì đã ở sống thử với nhau á là tính tiết kiệm nó đã lộ ra chưa? Thì... nhưng mà nè, tiết kiệm là tính tốt nha, chứ không phải tính xấu nha. Nó phải chỉ nó phải kim bo rồi, kim bo đó. Mà gọi là gì trùm sò đó thì mới là xấu nha. Đó. Những lúc mà giận nhau á hay mà không nói chuyện với em. Nên em cũng phải tìm cách gì đó để dỗ dành. Xong mình cũng mua đồ ăn về, mình nói à em ơi, anh có mua đồ ăn để đây nè, cũng nghe cái món của chị thích. Mình để đó mà giận không thèm nói chuyện luôn, không có muốn ăn uống gì hết, giận ngủ. Thì thôi mình dỗ hoài cũng ngủ, thôi mình cũng nằm kế bên mình ngủ. Mà cuối cùng xong cái khuya mình giật mình dậy mình không thấy đâu, thấy chị lồm cồm ngồi dậy bật đèn lên ăn. Chị sao ăn khuya vậy? Nói là ăn chứ để nó hư uống đúng không? Uống rồi. Không, cái này là chưa phải tật xấu. Cái này là tiết kiệm là đúng nè, nhưng mà tiết kiệm là tốt. Còn cái gì đâu nè. Tính tốt. Sau khi sanh thì tính tình sẽ thay đổi. Thì mình cũng có tìm hiểu là phụ nữ hay thay đổi. Mình cũng hay qua mình chọc, mình giỡn. Nhưng mà chỉ khi mà chọc giỡn là chỉ giật mình giật chó rồi. Nào là cọc thì kia. Nó rất là... lại quạo. Dễ. Đó. Vậy đó hả? Bản năng tự vệ đó. Đúng không? Dạ, tại vì khi mà đang cho con ti á. Đang cho con bú đúng không? Dạ đúng rồi. Mà cứ nhào nhào vô em rất là bực ạ. Nhây. Dạ đúng rồi, dạ rất là nhây. Cho nên là bị giật chỏ. Với lại... dành của đứa nhỏ. Trời ơi. Anh chị biết em cũng bị phản ứng chậm nữa mà. Cho nên khi mà em đang nằm cho con ti thì em lại nhớ đến những cái gì ảnh làm cho em bực bội. Cái bắt đầu anh em nhìn thấy cái mặt là em không ưa nổi nữa rồi, nên sấn tới cái là em xô ra liền. Em bị phản ứng chậm lắm. Thành ra là nó cũng có lý do của nó. Có bao giờ mà bà tiết kiệm 1.000 đồng hay là 2.000 đồng hay 500 đồng không? Có chứ anh. Ví dụ như kêu em đi mua sữa cho bé, phải dặn là tới cái điểm A đó mua. Thì em cũng chạy tới điểm A, nhưng mà điểm A nó hết sữa rồi, mà cũng nói giá cho em luôn. Xong rồi hết sữa nên em cũng phải tự tìm chỗ khác. Tìm chỗ khác thì mới biết ra là nó chỉ trên lời có 1.000 thôi. Mà nó cách khoảng mấy cây số á. Phải bắt buộc em phải chạy tới đó. Tiền xăng chạy lại. Rồi mới nói là rồi. Tiền xăng nó còn hơn cái tiền em tiết kiệm nữa. Giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Giờ em thì rất là chăm sóc kỹ cho em, tốt.
và tính tình thì nó cũng kỹ lưỡng, nói chung là cũng hay tính cẩn thận thôi. Chứ em thấy gì đó chuyện là kể vui ra thôi, kể cho vui thôi chứ còn những cái tính nó quá đáng yêu. Cái mặt vợ em phúc hậu lắm á. Thì em có mong muốn anh thay đổi điều gì không? Dạ thì chồng em thì em cảm thấy ảnh quá hoàn hảo rồi. Đúng vậy luôn hả? Chỉ có cái vấn đề, mấy cái vấn đề nhỏ nhặt là tắm hoặc là đừng ít tắm tiếp đêm. Xúc điện thoại nè. Đừng tắm đêm. Với lại chăm sóc cái sức khỏe của mình nhiều hơn một chút à. Là chỉ có cái đó thôi ạ. Rồi thôi, cái cặp này hạnh phúc quá rồi, tôi không cần phải chúc luôn á. Thật sự luôn á. Em xin một chút xíu vấn đề rồi, hả? Được. Trước khi cưới thì em có hứa vợ là có một màn cầu hôn, nhưng mà do tính em cầu toàn quá nên cái dịp đó em không thể xây dựng được một cái kế hoạch hoàn hảo cho cầu hôn đó. Thì sẵn đây em mượn chương trình thì em xin làm cái lại đó để... Trời ơi, hay quá, hay quá. Trời ơi. Cảm ơn em đã đến bên anh, vượt với anh qua nhiều cái khó khăn. Anh biết là tới lúc này vẫn chưa hết cái khó khăn, nhưng mà trở về sau anh nghĩ là mình sẽ có cái động lực để mình vượt qua những cái khó khăn sau này hơn nữa. Và em hãy đồng ý làm mẹ của bé Bờ nha. Trời ơi, thiệt tôi ganh tị quá. Trời ơi, hay quá. Không hôn nhau rồi, trời ơi. Hay quá. Em cảm ơn chồng rất là nhiều, luôn luôn đồng hành với em trong những lúc khó khăn. Hai vợ chồng mình cùng tìm bé Bơi nhé. Rồi, dạ. Tuyệt vời.